Ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường Đại học Đại Nam đã xác định mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng. Chuẩn đầu ra của sinh viên được xây dựng theo chuẩn năng lực gồm 3 yếu tố: kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực. Kết thúc khóa đào tạo, sinh viên nhận được bằng cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ của Trường Đại Nam đáp ứng đủ 3 yếu tố năng lực sau. Về kiến thức, sinh viên đạt yêu cầu về số lượng tín chỉ các môn cơ bản, cơ sở, chuyên ngành theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng ngành nghề cụ thể. Số tín chỉ được điều chỉnh linh hoạt với từng khóa học, phù hợp với sự phát triển của các ngành nghề trong nước và quốc tế. Về kỹ năng, sinh viên thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình trước đám đông, các kỹ năng nâng cao như lập kế hoạch, lãnh đạo, đàm phán. Về ngoại ngữ, sinh viên đạt được năng lực tiếng Anh chuẩn B1 châu Âu, chuẩn TOEIC từ 600 hoặc năng lực tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung cấp độ tương đương. Về thái độ, sinh viên được xây dựng thái độ tích cực trong cuộc sống thông qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm đa dạng và bổ ích. Với chuẩn đầu ra như nêu trên, khi tốt nghiệp ra trường, các cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, bác sĩ của Đại học Đại Nam đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, có việc làm tương ứng với ngành nghề được đào tạo. Xuyên suốt quá trình đào tạo của nhà trường là thực hiện sứ mệnh đào tạo để người học ra trường có cuộc sống tốt và là công dân tốt. Để thực hiện hóa sứ mệnh đó, Trường Đại học Đại Nam đã tập trung đầu tư xây dựng 1. Chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn đạt chuẩn quốc gia, cập nhật kiến thức mới kịp thời trong nước và quốc tế. Sinh viên Đại học Đại Nam trong quá trình học tập được rèn luyện các kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sống. 2. Đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn tận tụy với sinh viên. Hiện Đại học Đại Nam đang có 495 giảng viên cơ hữu, trong đó 3 giáo sư, 42 phó giáo sư, 121 tiến sĩ, 329 thạc sĩ. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm với 137 thầy cô chịu trách nhiệm chăm sóc mọi hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên, là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh để cùng chăm lo dạy dỗ các em. 3. Cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích, đáp ứng tối đa nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu của thầy và trò. Tổng diện tích đất tại 2 cơ sở của nhà trường là gần 130.000 m². Để rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, nhà trường đã đầu tư rất lớn hệ thống các phòng thực hành, thí nghiệm, mô phỏng nghề nghiệp ngay tại trường, như hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng đào tạo các học phần khoa học cơ bản, y học cơ sở và tiền lâm sàng. Trung tâm thực hành ngành dược với 4 xưởng thực hành thí nghiệm dược hóa, 4 xưởng thực hành kỹ thuật, 2 vườn thuốc. Nhà thuốc thực hành đạt chuẩn GBP. Khu thực hành điều dưỡng tách biệt với hệ thống Skin Lab hiện đại bậc nhất hiện nay. Hệ thống phòng thực hành máy tính, phòng lab công nghệ cao, xưởng thực hành công nghệ thông tin, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm thực hành tài chính, ngân hàng và kế toán, kiểm toán. Hệ thống khách sạn thực hành 3 sao, 4 sao, 5 sao, công ty lữ hành, khu thao trường quốc phòng an ninh. Nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Tháng 1 năm 2021, Trường Đại học Đại Nam tiếp tục khởi công xây dựng quần thể trường giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư lên tới 1.800 tỷ đồng. Cơ sở vật chất đảm bảo mọi lý thuyết đều được minh họa bằng thực tiễn, giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt, vận dụng kiến thức một cách nhanh chóng, hiệu quả. 4. Môi trường học tập hiện đại, năng động, thân thiện, giàu trải nghiệm, hướng đến phát triển con người toàn diện. Với định hướng đào tạo ứng dụng nghề nghiệp, tất cả các ngành nghề được đào tạo tại Đại học Đại Nam đều có doanh nghiệp đúng ngành nghề hỗ trợ. Học đi đôi với hành, đảm bảo khi sinh viên ra trường có thể làm được việc ngay và doanh nghiệp không phải đào tạo lại. Đại học Đại Nam có hệ thống bệnh viện thực hành, doanh nghiệp liên kết với nhà trường như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Sanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Dược phẩm Hà Tây, Dược phẩm Xuân Hòa, Dược phẩm Phúc Hưng, Dược phẩm Trung ương Mediplantex, Sao Thái Dương, Tập đoàn LG, Tập đoàn Samsung, Tập đoàn Kangaroo, Tập đoàn Sơn Hà, v.v. Đặc biệt, Đại học Đại Nam cũng luôn hướng tới mục tiêu doanh nghiệp đặt hàng để nhà trường xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, đảm bảo đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Đại học Đại Nam luôn xác định ngoại ngữ, kỹ năng mềm là kỹ năng không thể thiếu của sinh viên khi ra trường. Nhà trường đã đầu tư thời lượng rất lớn để dạy tiếng Anh cho sinh viên, đồng thời ký hợp đồng với các đơn vị có uy tín cao về đào tạo tiếng Anh, dạy riêng cho sinh viên khối ngành sức khỏe là y, dược, điều dưỡng và sinh viên có năng lực ngoại ngữ thuộc các ngành khác. Sinh viên bắt buộc phải đạt chuẩn kiến thức theo từng năm học.
Trường Đại học Đại Nam cũng là một trong những trường đại học đầu tiên đưa kỹ năng mềm thành môn học chính khóa, có khoa đào tạo và phát triển kỹ năng mềm. Để đào tạo con người toàn diện, Trường Đại học Đại Nam không chỉ đào tạo sinh viên về kiến thức, kỹ năng mà giúp các em rèn luyện để có thái độ học tập đúng đắn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Các hoạt động của đoàn Trường Đại học Đại Nam trong suốt 14 năm qua luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu thay đổi tư duy, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên thông qua hàng ngàn các sự kiện lớn nhỏ qua các năm. Sinh viên Đại Nam sẽ có trải nghiệm thanh xuân tuyệt vời bởi Đại học Đại Nam là trường đại học có các hoạt động phong trào, ngoại khóa sôi nổi nhất khu vực miền Bắc. 14 năm qua, Ban phong trào đã tổ chức liên tục 10 năm liền chương trình Tấm bánh nghĩa tình, quyên góp hàng tỷ đồng, gói hơn 20.000 chiếc bánh trưng xanh và phần quà ý nghĩa được thực hiện bởi hàng nghìn lượt sinh viên và giảng viên mỗi năm. Sẻ chia yêu thương đến hơn 20.000 số phận khó khăn và kém may mắn, lan tỏa thông điệp sẻ chia yêu thương đến hàng triệu người trong xã hội và trở thành bài học lớn cho sinh viên về sự san sẻ, đồng cảm và yêu thương. 14 năm cũng là 28 hội trại truyền thống, hơn 1.000 gian trại được xây đắp. Mỗi năm, trường tổ chức 2 số hội trại vào 20 tháng 11 và 26 tháng 3. Mỗi hội trại mang một chủ đề riêng nhằm giáo dục tính trách nhiệm xã hội cho hàng chục ngàn sinh viên mỗi năm. 14 năm cũng là 14 số đông ấm yêu thương, trao ấm tình người, len ấm yêu thương, ve chai, Tết đoàn viên được thực hiện bởi sinh viên Đại Nam đã lay động đến trái tim của hàng triệu người thông qua việc quyên góp, ủng hộ tiền, quần áo, giày dép, chăn màn, sách vở, đồ dùng học tập, gạo, muối, thực phẩm, trao tặng bà con dân tộc thiểu số, trẻ em vùng cao, người nghèo vô gia cư, trẻ em khuyết tật, chia sẻ vượt qua nhiều mùa đông lạnh giá. Ngoài các sự kiện chính, nhà trường còn hàng trăm các hoạt động vui chơi bổ ích đa dạng thể loại và hình thức tham gia. Trình diễn thời trang kêu gọi bảo vệ môi trường, tiếng hát sinh viên thanh lịch, thi nhảy vũ đạo, nhảy flash mob, xếp hình, dạ hội Giáng sinh, lễ hội hóa trang Halloween, team building, biểu diễn văn nghệ, v.v. Đây là những sân chơi lành mạnh, tích cực cho sinh viên giao lưu, kết nối và ý thức hơn về trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội. Trường Đại học Đại Nam tự hào là điểm đến tin cậy, uy tín của các thế hệ sinh viên trên cả nước. Hạnh phúc là người bạn đồng hành, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động, thông minh và bản lĩnh. Đại Nam đã, đang và sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, đưa Đại Nam trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu trong khối các trường đại học ngoài công lập, mà nòng cốt là khoa học công nghệ có tác động quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.